đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Quý vị đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và như thường lệ, chúng ta sẽ được gặp gỡ một thần tượng và một bạn fan. Và ngày hôm nay ai sẽ là một bạn fan may mắn tiếp theo của chương trình chúng ta? Hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nha. Xin mời. Chưa nhộn rồi đó. Trời ơi, nhỏ nhắn dễ thương quá nè. Bây giờ em hãy giới thiệu một tí về bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Dạ, em tên Lâm Thảo, em đang là diễn viên. Năm nay Lâm Thảo nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. Rồi, Thảo làm diễn viên lâu chưa? Dạ, em làm diễn viên được 2 năm hơn chút xíu. Mà khi mà đi diễn á, thì không biết là Thảo có yêu thích diễn viên hay là một nghệ sĩ nào không? Dạ có, em có yêu thích một anh đó, đẹp trai, hot boy. Rồi, có sáu múi không? Sáu múi hay không em chưa biết được, tại vì em chưa có khám phá được. Nhiều khi mình không có cần phải gì đâu. Tức là mình theo dõi anh ấy thì mình thấy anh ấy có chia sẻ những cái hình ảnh của mình ở trên Facebook chẳng hạn. À, dạ có nha, anh có biết đá bóng nè, biết hát nè, đa nghề lắm. À, nãy giờ nghe Thảo kể thì thấy rất là hấp dẫn đúng không? Ngay bây giờ hãy cùng chào đón nhân vật ngày hôm nay. Xin mời. Tưởng ai xa lạ chính là anh Bi. Xin giới thiệu tất cả quý vị diễn viên Bi Max. Bi Max xin được chào quý khán giả. Xin chào anh Huy, một người bạn rất là thân thiết của mình, cũng như là chào Thảo. Dạ anh. Anh đẹp trai quá. Nói nghe nè, bây giờ mình chia sẻ liền cảm xúc của mình như thế nào khi mà mình gặp Bi Max, thần tượng của mình xuất hiện cùng với mình tại Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Em cảm thấy rất rung, tim em đập phình phịch, tay em cũng nhắc. Đâu, lạnh không? Lạnh nhắc. Ê, trời ơi. Lạnh thiệt mọi người. Lạnh đẹp trai quá. Phim trường bữa nay mở máy lạnh hơi lớn. Ngày hôm nay thì được gặp Bi Max thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian để trò chuyện nè, để giao lưu nè. Và bên cạnh đó thì còn có thể chơi game cùng với Bi Max nữa. Thích không? Dạ thích. Rồi bây giờ mình không biết là mình đã chuẩn bị gì để đến với chương trình ngày hôm nay. Em chuẩn bị một vài câu hỏi. Wow, em chuẩn bị một vài câu hỏi mà câu chữ vài của em nhấn mạnh là vài câu hỏi. Phần đầu của chúng ta sẽ là một phần trò chuyện giữa thần tượng và bạn fan của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến phần 1 của chương trình nha. Xin mời. Chúng ta đang có mặt tại phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và Huy hy vọng là chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thật là thoải mái giữa bạn Thảo và Bi Max. Nhưng mà trước hết thì Bi Max sẽ phải hứa một lời hứa với Thảo cũng như là với chương trình, với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi, là mình sẽ phải trả lời 100% sự thật với những câu hỏi mà Thảo đưa ra. Mình trả lời 99% rồi không? Bi hứa với Huy cũng như là hứa với Thảo và hứa với quý khán giả, Bi sẽ trả lời 100%. Câu đầu tiên để mà dành cho Thảo, để Thảo muốn khai thác và muốn biết nhiều nhất về anh Bi Max là gì? Em có biết anh đóng trong phim La La School. Anh có hát nhạc phim. Em muốn anh hát một đoạn nào đó trong phim đó. Bi còn nhớ những câu hát trong bộ phim đó không? Thật sự chia sẻ với Thảo, khi mà Thảo nhắc tới cái La La School thì anh rất là nhiều cái kỷ niệm và hồi ức nó ùa về với anh. Thì trong đó nó cũng có cái bài hát đó. Nhưng mà anh có thể là tại vì quá trình làm việc quá là lâu rồi, và anh cũng thu âm cái bài đó hình như là hơn 4 năm rồi, 4-5 năm rồi, cho nên là bây giờ cái giai điệu của nó trong anh chỉ còn là ký ức thôi. Anh sợ anh sẽ không thể làm tròn nó như em mong muốn được á. Anh Bi muốn hát bài nào thì anh hát, tại em muốn nghe giọng anh. Muốn nghe anh hát rồi thì thôi, anh thay vì anh sẽ hát cái bài đó thì anh sẽ tặng cho em một bài khác ha. Anh sẽ đưa em đi về một nơi có gió, có mây và có những ánh nắng rất là ấm áp. tôi đang tưởng tượng là cái gì mà bài hát nào có mây, có gió, có những ánh nắng. Đúng rồi, bây giờ tưởng tượng nè. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng, dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Thanh Thanh, trời ơi. Được lắng nghe thần tượng mình hát rồi. Bây giờ mình sẽ đến với phần mình hỏi đi. Dạ. Rồi, tôi cũng hỏi đi mà mẹ. Dạ. Dạ. Anh hấp lực quá. Thực ra là giao lưu thôi, giao lưu trò chuyện với nhau thôi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Có tầm 4 mối tình. Và một trong những mối tình đó thì Huy biết đây. Biết đâu, biết gì đâu. Dạ. Bạn đang nói chuyện với Lâm Thảo, bạn đang chia sẻ với khán giả, nó Huy biết, Huy đâu biết gì đâu. Theo anh, theo những cái số đông với những bạn nam, với những anh em của anh thì anh thuộc dạng loại là ít á. Tình trường của anh gọi là khiêm tốn. Tức là mình tính rì rìa chưa hay là mình tính đâu? Mình đi đường chính không mà, mình không chơi đường biên. Mình không chơi đường đá biên. Chung lộ không mà, mình không có chơi đá biên. Cái người gần nhất của anh có làm trong nghệ thuật không anh? Đa phần là làm trong nghệ thuật hết. Em hỏi nè, có bao nhiêu mối tình rồi, người gần nhất rồi, em có hỏi hiện tại luôn không? Em định hỏi vậy đó. Thật sự hiện tại trả lời luôn, em khỏi hỏi anh trả lời luôn. Hiện tại bây giờ thì anh vẫn tập trung cho công việc là chính thôi. Tại vì đối với anh, thí dụ như những người nghệ sĩ khi mà người ta yêu á, người ta thương á, người ta dùng cái tâm hồn mình, người ta sống thật để người ta có được cái gọi là cái nội lực. Nó là một cái nội lực tốt lắm, nhưng mà đôi khi cái tình yêu đó nó nếu mà nó không đẹp, nó không tròn thì nó sẽ làm khiến cho cái người diễn viên á, cái người mà sống bằng trái tim á, người ta rất là mệt mỏi, người ta rất là mất năng lượng vì cái việc đó. Vào cái khoảng thời gian này, sau khi mà mọi thứ nó xung quanh xã hội của mình về mọi thứ nó đang vừa mới được thư giãn ra một chút á, thì anh lại dành hết tất cả tâm huyết và năng lượng của mình cho công việc. Nói chung giờ ế. Nói quá trời luôn, văn qua các kiểu trên trời dưới đất lấy hết, đem gom vô. Nói chung là ế. Anh lúc đầu á, anh có hát cái bài Gửi Lời Yêu Thương á, có diễn tả cái cảnh là biển đúng rồi. Thì anh muốn đi chung với người nào đến cái biển đó anh? Cái gu của anh sao? Thì thật sự anh tưởng tượng nha, Thảo nói thì anh sẽ tưởng tượng nha. Anh hy vọng mà anh thấy hết trong đầu. Tưởng tượng các bạn khán giả ơi, các bạn nữ nào mà nằm trong cái câu trả lời này thì mọi người nếu mà có yêu thích Bi Max thì mình hãy tự tin nhắn tin nói chuyện với Bi Max nha. Anh luôn có một cái tiêu chí cho người yêu của mình là phải cùng anh chinh chiến trên mọi mặt trận. Và cái ngày mà hai đứa cùng nhau đi lên trên một cái vùng biển, đi trên cái đảo đó thì hai đứa chắc chắn đã phải cùng nhau vượt qua một cái quá trình. Để cái ngày hôm đó mà khi mà hai đứa cùng nhau đi dạo biển là hai đứa sẽ nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua với nhau, cùng nhau. Và ngày hôm nay, cái ngày mà đi trên cái con đường biển đó sẽ là một ngày rất là đẹp. Cô gái có được sơn móng tay không? Có được nhuộm tóc không? Muốn sơn cũng được, miễn thật sự đối với anh nha, cái người ở tương lai nha, anh gửi cho người tương lai. Đối với anh, em đến với cuộc đời anh là em đã đẹp nhất rồi. Cho dù em có làm cái gì đi nữa thì nó chỉ khiến em đẹp hơn nữa thôi. Chứ còn khi mà em trở về cuộc sống giản dị, em là em thì là em đã đẹp nhất. Có cần có trình độ không? Anh nói em phải hiểu chứ. Anh nói một hồi mà em không hiểu là coi như là hai đứa nha khác nhịp rồi. Cái nhịp chúng ta không hiểu nhau thì chắc chắn là không được rồi, đúng không? Em cứ mong là anh Bi Max hồi nãy nói câu đó là nhìn qua em. Em đang nhìn anh như nè, để anh nhìn qua em, ai về anh nhìn vô trong khán. Em gửi, em gửi anh. Em hiểu là vậy nè, tại vì Bi á là ngồi ở đây nói chuyện với em rồi, nhưng mà tại vì các bạn khán giả ngồi ở nhà không có được ngồi gần như em, cho nên là dành cái ánh mắt nhìn về các bạn ấy. Gửi đến người yêu tương lai á. Thì mình gửi người là vậy á. Thì tới một ngày nào đó em sẽ lỗi em. Trời ơi, con bé nó đáo để chưa kia. Về nhìn kỹ đi, trong cái gương đó đó thì sẽ phản chiếu hình bé Thảo đó. Không thấy gì. Em biết sao không? Tại vì á, nếu như mà Bi nhìn em á thì các bạn khán giả ngồi ở nhà á, thì các bạn ấy không có cảm nhận được hết. Còn nhìn vô đó để khi mà em về nhà xong em nói ý, bữa nay lên coi nè, anh Bi đang nói với mình nè, đó là mình ngồi lại mình coi lại chương trình. Em sẽ làm ở cái vị thế đó, hiểu không? Thích quá. Thích quá. Em vui lắm á. Vui lắm. Em muốn hỏi anh Bi Max là tại sao anh lấy nghệ danh là Bi Max vậy? Đúng rồi, anh cũng thắc mắc luôn, tại sao bạn mình tên Bi Max. Bạn mình tên là Đăng Khoa, nhưng mà tại sao là đi làm diễn viên rồi tên là Bi Max? Cái tên Bi Max đối với anh thì nó cũng là một cái điều tình cờ thôi. Tại vì ở nhà mình thì ba mẹ anh tên ở nhà anh là Bi. Thì một ngày nọ là có một cái đợt đó là khi mà anh em ngồi lại bàn kịch bản những cái tập đầu tiên của Mì Gõ đó, thì mới nói ủa Bi ơi, bây giờ em để tên Bi, cái người gọi là dựng á, người ta để cái chữ Bi không à, nó lọt thỏm trong nguyên một cái dàn tên các diễn viên nữ, ví dụ như là Phi Huyền Trang nè, rồi Pinky hay là Na hay là Nisaki. Thì mình cũng suy nghĩ thật đó là đi Singapore, mấy người YouTuber bên Singapore về Việt Nam để mình còn có cái hội những là YouTuber tiềm năng của năm đó, thì cái mình lại có một người kia là Bi Max, cái giới thiệu mình như là bị lộn hay bị nhầm hay sao, tự nhiên nhắc tên Bi Max cái mình nói ui, tự nhiên ngay từ Max cái tên mình bị giật mình á, mình nói ồ hay ta, tự nhiên có người kêu tên Bi mà tự nhiên có chữ Max nữa, cái mình thấy nó có một chút dính á, mình thấy nó catchy chút xíu á, mình cho nên là mình thấy ồ mình hay là mình anh thử viết tên Bi Max vô thử coi xem như thế nào, thì mình khi mà mình viết lên thì mình thấy nó lại hợp lý, mình lại tự nhiên mình thích nó luôn, và từ đó cái mọi người kêu mình là Bi Max. Rồi mình cũng lấy tên Bi Max luôn đến bây giờ. Em biết anh là bắt đầu từ lúc mà ở Ghiền Mì Gõ. Anh có thay đổi gì hay là anh có vừa có cái thử thách gì mà để anh từ cái bên Ghiền Mì Gõ qua tới phim truyền hình của Gia Đình Là Số 1 hay không? Ok, anh cảm ơn Thảo về câu hỏi. Và anh nghĩ đây cũng là một câu hỏi khá là nhiều bạn quan tâm đó. Thì anh cũng chia sẻ ngày hôm nay, lúc đầu nó cũng hơi là khó khăn đấy. Tại vì Ghiền Mì Gõ là một kênh YouTube và lúc đó anh được gọi là YouTuber chứ không có được gọi là diễn viên, cho nên là khi mà mình chuyển lên thành một người diễn viên chuyên nghiệp cũng như là chính thống thì nó có một chút xíu thay đổi. Thí dụ như Mì Gõ thì nó chỉ là quay một cái tình huống ngắn trong vòng 15 hoặc là 30 phút là dài lắm rồi, còn ở trên đây sitcom là một bộ phim dài tập và mình phải nuôi tâm lý suy nghiên suốt trong khoảng thời gian làm việc, thì đó nó có một chút xíu thay đổi ở đó. Trong quá trình làm việc thì em án tranh là anh được gặp anh đạo diễn Chung Lùng, cũng như là được làm việc với một ekip chuyên nghiệp, chị Diệu Nhi, anh Quang Tuấn, ba Lương Thế Thành và mẹ Thúy Diễm, cũng như là tất cả thành viên trong nhà. Ai cũng đều nâng đỡ nhau, tạo cho nhau thấy được một cái môi trường làm việc thật sự thoải mái cũng như là để sáng tạo. Thì đó là may mắn của anh khi mà nhận được cái vai diễn và khi mà thành công được cái vai diễn đó. Lúc mà diễn những cái vai diễn trong Ghiền Mì Gõ phải nói là một cái nhân vật anh chàng gọi là thiên biến vạn hóa luôn. Có thể là một tuần 7 ngày là mình đi qua hết 5 ngày rồi, và mỗi ngày là một kịch bản khác nhau. Có bữa thì sẽ làm một chú hề, có bữa thì làm một cậu chàng trai xấu xí, rồi có bữa thì lại làm một thằng bé con của cô này, ngày hôm sau thì lại là em của chị nọ, nhưng mà vẫn là những diễn viên trong cái Gia Đình Ghiền Mì Gõ thôi đó. Mình cứ xáo trộn vậy đó, thì mỗi ngày thì mình sẽ được hóa thân thành một cái vai diễn khác, thì đó cũng là một cái lợi thế khi mà mình làm Ghiền Mì Gõ. Khi mà hóa thân nhiều như vậy á, thì Bi thích nhất là Bi hóa thân thành nhân vật nào? Ôi, cái lại thêm một cái câu hỏi hay nữa của Huy. Hay không? Hay. Nhói cái từ khi mà hỏi cái rất ít người hỏi, tại vì bản thân Bi Max quay Ghiền Mì Gõ lúc đó là hơn 200 tập rồi. Và cái tập mà mình nhớ nhất thì cái tập đó là tập diễn viên 120k. Diễn viên 120k. 120k là một trong những cái sản phẩm mà mình có gọi công tác đạo diễn ở trong cái tập đó, cũng như là mình viết về biên kịch, về cái kịch bản đó để mình quay cái tập đó mà không có quảng cáo. Sao Bi nhớ cái đó nhất? Tại vì đó là cái mình tâm quyết nhất. Tại vì có thể là Ghiền Mì Gõ nó mang tính chất hài hước, nó mang tính chất sexy một chút, nhưng mà cái tập đó là tập Bi dồn cái sự cô động, cái gọi là nỗi niềm của người diễn viên khi mà các bạn nhân vật đó đóng vai quần chúng và bạn đang đóng cái vai cái cảnh đó, cái ngày làm việc đó là cái ngày 30 Tết, là cái ngày cuối cùng để bạn đó làm việc, và bạn lấy cái lương đó bạn mua cái vé xe để bạn đi về nhà thăm gia đình. Và đó là cái điều mà khi mà Huy nhắc đến là Bi sẽ nhớ liền tới cái tập đó là diễn viên 120k. Nên thì cái câu cuối em muốn gom về cái tương lai của anh hơn, tại vì lúc tình trường em cũng hỏi rồi, cái quá khứ em cũng hỏi rồi, vậy em muốn cái tương lai em không biết cái anh muốn định hướng của anh về tương lai như thế nào? Tại vì bây giờ em biết là có nhiều người cũng đẹp, cũng giỏi, rồi anh muốn làm sao để cho khác biệt với mọi người? Định hướng trong tương lai của anh á, thì anh vẫn đang hy vọng và đang cố gắng nỗ lực để mình đóng được, gọi là mình làm tròn một cái vai điện ảnh. Thì đó là một cái tầm cao trong nghề diễn viên của anh. Anh muốn đạt được cái mốc đó. Và tiếp theo đó thì anh cũng muốn mình làm được nhiều hơn trong con đường nghệ thuật của mình. Là anh cũng đã thử sức, anh cũng muốn thử sức với việc ca hát. Rồi mình cũng thử, biết đâu bạn mình làm MC được thì mình cũng dẫn MC được. Ba cái đó là ba cái yếu tố mà vừa làm diễn viên, vừa làm ca sĩ, vừa làm MC, cũng là một trong những cái mà anh đang hướng tới để khai thác, thử coi cái sức của mình tới đâu. Bi có sợ là khi mà Bi định hướng mà mình thích nhiều thứ quá, mình thử sức nhiều thứ quá rồi, cái nào mình cũng làm một chút thì mọi người sẽ không có định dạng được là Bi Max là còn là diễn viên nữa không, hay là bây giờ làm MC, hay là chuẩn bị Bi Max sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào đó, thì nó có bị nhiều quá không? Tại vì bây giờ thì mình cũng không có quá nhiều thời gian để mình chuẩn bị cho những cái việc đó nữa. Thật sự là ví dụ như diễn viên thì mình đã trải qua gần hơn 10 năm làm diễn viên rồi, thì đến bây giờ thì mình cũng muốn đi hát, mình muốn đi hát. Thứ nhất là hát cho những người ở nước mình nghe, cũng như là mình muốn được đi xa hơn để mình hát, mình vui với mọi người. Đó là cái điều mình đang cố gắng xây dựng. Ví dụ như song song đó, ví dụ ai kêu làm diễn viên thì mình vẫn làm được, vẫn có một vai hay là một cái gì đó hợp lý với mình thì mình vẫn đi làm được. Và ca hát thì mình cũng đang cố gắng để mình ra một cái sản phẩm để ít nhiều gì, tại vì những cái người yêu thương mình là fan của mình á, người ta kêu Bi ơi anh làm một bài hát đi, anh cover thì em cảm thấy rất là thích nghe, nhưng mà em vẫn muốn anh có một bài của riêng mình. Thì mình cũng đang cố gắng tìm bài cũng như là kiếm những cái nhạc phẩm của các anh nhạc sĩ mà hợp với mình để mình làm một cái bài ít nhất là nó tròn trịa nhất để mình để đó làm kỷ niệm đó. Tại vì song song đó thì mình cũng đang muốn định hướng nhiều lắm. Huy hiểu mình là muốn làm nhiều thứ, tại vì tuổi này vào lúc này thì mình đang muốn xây dựng rất là nhiều cái thứ nền tảng trong cuộc sống của mình, cho nên là đó là nghĩ là ca hát là sắp tới đó. Hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ đón nhận được một cái sản phẩm mà Bi Max mong muốn gửi đến tất cả mọi người. Vừa rồi chúng ta đã qua được phần đầu tiên của chương trình. Phải nói là Bi Max cũng đã rất là nhẹ nhàng đưa ra những câu trả lời rất là thỏa đáng với những câu hỏi của Thảo. Thì qua phần đầu tiên thì Thảo cảm thấy thế nào? Em cảm thấy em hiểu được nhiều hơn về anh Bi. Em rất là vui, em rất là mãn nguyện, em rất là nhiều thứ. Rất là enjoy cái moment này. Tức là con bé không nói nên lời. Con bé không nói nên lời. Còn Bi thì Bi thấy như thế nào về phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay? Lời đầu tiên thì anh cảm ơn Thảo cũng như là Huy đã chạm lại một lần nữa để giúp anh gọi là mình đi ngược về trong cái cảm xúc của mình, để mình được bộc bạch, mình lấy ra mình chia sẻ với mọi người, và nó đưa mình về một cái gọi là cái không gian mình cảm thấy rất là thân thương, rất là kiểu gần gũi á, chứ không phải là xa lạ khi mà mình tham gia một cái game show hay là một cái talk show gì cả. Và đây là cái không gian lúc này mình cảm thấy nó rất là ấm áp. Đó là cái điều mà Bi đang cảm nhận lúc này. Rồi, bây giờ mình phá tan cái không gian ấm áp này. Chúng ta sẽ cùng khép lại phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần thứ hai. Phần thứ hai chúng ta sẽ có những cái mini game, nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đừng chuyển kênh nha. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đang có mặt tại vòng 2 của chương trình ngày hôm nay. Không biết là bình thường Bi thì có hay là chơi tennis không? Mình cũng có một cái chơi môn giống vậy đó, là chơi bóng bàn á. Còn Thảo thì sao? Thảo có chơi thể thao không em? Dạ không anh, em nó không có thể thao luôn anh ơi. Dạ. Mình không thích hay là mình chưa thử? Em. Rồi mình có thử tìm hiểu một cái môn thể thao nào đó, để thật ra là thể thao nó rất là quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Em nếu như mà mình thôi. Có tập gym, dạ. Có tập đều không? Dạ. 246. Một tháng chỉ tập 246 thôi. Dạ. Là 3 ngày. Đúng 3 ngày một tháng rồi. Một tháng 3 ngày hỏi chơi làm thiệt. Đúng luôn á anh. Đúng vậy luôn. Đúng luôn. Rồi bữa nào mình vui vui là mình tập. Dạ, bữa nào vui vui tập, bữa nào mệt buồn. Ngày tập mấy tiếng? Ôi, em tập là tập nhiệt liệt lắm á. 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Được. Rồi một tháng mà 3 ngày. Ngày tập 3 tiếng tính ra là một tháng tập 9 tiếng. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trò chơi nho nhỏ, đó chính là đánh tennis, nhưng mà không chơi như bình thường, không có đánh bằng tay nha. Chúng ta sẽ chơi bằng chân. Đánh tennis bằng chân, nghe chưa? Chỉ có tại sân khấu của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thôi. Và hai bạn sẽ là đồng đội của nhau. Một thành viên sẽ đứng ở vị trí này, ném banh một chạm. Thành viên thứ hai sẽ đứng ở vị trí này và dùng vợt kẹp ở đây. Đây, một chạm banh và dùng lực đầu gối đánh cái banh. Trong khoảng thời gian 3 phút, nếu như chúng ta đánh ngã 7 chai, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nếu như không giành được chiến thắng hai bạn sẽ phải nhận một hình phạt của chương trình. Úi là trời, cái này Quy cho mình cầm tay đánh chưa chắc vô nghe Quy nghe. Đừng giỡn, khách mời đến với chương trình ai cũng nói vậy hết, nhưng một hồi là 10 trai ở đây đánh ngã hết. Em có muốn đổi vị trí với anh không? Dạ không anh ơi. Mình có thể hoán đổi vị trí cho nhau nhưng mà phải nhanh nha. Em cũng tin anh sẽ làm được cái điều đó. Đúng rồi, chứ hai bạn thể hiện tinh thần đồng đội nữa nha. Yeah. Vô em, lên. Rồi. Lấy 8 chai nha. Ok, bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Rồi, mình kẹp đây đúng không Huy? Sẵn sàng nha, đúng rồi. 3, 2, 1. Bắt đầu. 1. Rồi. Tôi là đi lụm banh rồi đó. Úi, rồi, được nha. 2. Nãy giờ thấy hụt không á. 3. Đó. Rồi ơi. Úi. Em thảy ở đây là em thảy ngay chỗ đó đó. Ok. Đúng rồi. Đó. Lại. Rất tốt. Nha, lại nha. Ok. Rất tốt. Rất tốt. Có vẻ như là đã thuần thục hơn với chiếc vợt của tôi rồi. Gần đó. Okay. Đã thuần thục hơn rồi. Ủa kỳ vậy? Vô. Vẫn chưa có chai nước nào dạ, em ngã xuống. Em đề nghị là gần lại. Tôi nghĩ là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ không có chai nước nào được ngã xuống. Một. Trời ơi, rất tiếc. Tiếp em, ngã. Một chai đầu tiên. Hai chai. Rất tiếc à, chỉ mới một chai thôi. Một chai ngã. Không ngã rồi. Rất tiếc. Không có chơi ăn gian nha, không dùng tay nha. Một cũng đã chơi qua đấy. Lực mạnh hơn rồi, lực mạnh hơn rồi. Có vẻ hiểu lực chơi rồi. Em hay quá. Đúng vậy. Đó, đúng rồi. 4 chai rồi. 30 giây. Trời ơi, rất tiếc. Thời gian đang chơi gần hết giờ rồi, cố lên. Không biết người chơi có mệt. Trời ơi, quá hay. Ngã. Anh đổi không? Anh đổi qua em không? Mỏi lắm, đây là thời gian đang chơi, không còn thời gian để đổi nữa đâu. Ba. Không biết người chơi như thế nào nhưng mà tôi lụm banh tôi cảm thấy tôi rất mệt. 6 chai rồi. Mười. 9, 8, 7, 6. Không dùng tay. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Wow, như vậy là trong thời gian 3 phút Bi Max và Thảo mang về chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Không biết hai bạn chơi như thế nào nhưng mà với tôi thì tôi cảm thấy trò chơi này rất mệt. Tôi mệt thật sự ạ. Tại vì tôi lụm banh quá mệt. Rồi bây giờ để xem Bi. Mình đứng không còn một chỗ nữa, mình thấy mình run quá. Mình nói mình run quá nè. Chân hơi run. Còn em vận động tay nhiều thì em thế nào? Trái nhẹ trái mạnh anh ơi. Em không có cùng một cái lực hay sao? Anh thấy em vui lắm. Anh thấy em vui lắm. Anh không hiểu sao nha. Anh thấy em vui lắm nha. Bi mà đánh hụt là em cười tươi lắm. Sao vậy? Em cố tình đúng không? Không, tại vì thấy anh Bi đánh hụt nhìn cái mặt ảnh rất là mắc cười. Trời ơi, thấy không? Vì cũng là vì một cái lý do là để cho mình cảm thấy vui, mắc cười, hành hạ thần tượng mình, cho nên là ném trái mạnh, trái nhẹ, trái mạnh, trái nhẹ. Cái lực đi nó không có giống như là lúc đầu, cho nên là ngoài cái sự tính toán của Bi Max, ngày hôm nay đến với trò chơi này thì em cảm thấy thế nào? Dạ, em cảm thấy vui. Em được chơi cùng với anh Bi, chơi cùng với một người mà em không nghĩ là em sẽ được gặp gỡ gần như vậy. À, nói chung là được chơi game là vui rồi đúng không? Còn Bi Max, trò chơi này có phù hợp với bạn không? Phù hợp. Rất phù hợp để mình luyện tập những cái chân của mình á. Bây giờ cái tướng mình đi hơi rung rồi đó. Hơi rung rồi đúng không? Đúng và rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đã thắng thì chắc chắn sẽ có thưởng một phần quà dành tặng cho hai bạn. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phần quà dành tặng cho hai người chơi đã giành chiến thắng trong phần thi đánh vợt bằng chân. Đây. Wow. Hai phần quà nho nhỏ đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao dành tặng cho Thảo. Dạ, cảm ơn. Bi Max. Cảm ơn Huy. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì kết thúc chương trình rồi. Thảo, có muốn nói gì với Bi Max cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta không? Dạ có, em có lời chúc anh Bi Max là chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trên con đường nghệ thuật, và em muốn là sẽ nhìn thấy những sản phẩm của anh. Nhưng mà ngày hôm nay á, anh thấy Thảo cảm giác là chưa có thoải mái, chưa tự tin lắm, có vẻ là đứng gần Bi Max rồi hơi e ngại phải không? Tại vì em Bi Max đẹp quá. Anh Bi Max đẹp quá dạ, hả? Tim em đập nãy giờ luôn, đập bình. Chứ bình thường không đập. Đập mà ít. Đúng rồi, với cái sự e dè, ngại ngùng của Thảo thì cũng đã mang đến cho chúng ta cũng rất là nhiều những cái điều thú vị. Và còn Bi Max thì như thế nào? Khi mà đến đây gặp được một bạn diễn viên mà bạn ấy lại rất là yêu thích mình nữa thì không biết là cảm xúc thế nào? Bi cảm ơn Huy cũng như là cảm ơn chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao đã tạo cho Bi có một cái cơ duyên, có một cái dịp để được trả lời cũng được như là gặp Thảo cũng như là khán giả. Mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy được cái tình cảm mà mình hy vọng rằng sẽ làm thật nhiều sản phẩm nữa để gửi tặng đến cho quý khán giả cũng như là gửi tặng cho Thảo. Cảm ơn Bi Max, cảm ơn Lâm Thảo ngày hôm nay đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để có thể theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13h15 trên kênh HTV7 vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Thảo là một cô bé rất là dễ thương, rất là đáng yêu, rất tâm lý nữa. Đó là chia sẻ của mình khi mà mình mới vừa cảm nhận chút xíu thôi. Em lần đầu tiên gặp anh, được lần đầu tiên được đứng gần anh như vậy, em rất là vui, em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.